Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hoài Niệm Không Buông của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mai Kim sau khi rời khỏi nhà Chu Việt, cô ta lái xe vô định không có phương hướng. Cô ta đi lòng vòng trong thành phố, mãi cho đến nửa đêm mới trở về nhà. Vừa về đến nhà, cô ta đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đậu trong gara. Biết là anh ta đến, cô vội dặm phấn lên gương mặt để che đi khuôn mặt đang tái nhợt. Hít một hơi thật sâu, cô ta bước vào trong nhà. Nhìn thấy người đàn ông trung niên vắt chân ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm ly rượu vang đang nhẹ nhàng đung đưa. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Chú Tường. Ông Tường không nhìn Mai Kim, chỉ nhìn ly rượu đang lắc lư trong tay, trên môi nở một nụ cười nhạt. Giờ mới về, có vẻ hơi muộn nhỉ. Mai Kim đặt túi sách lên bàn, sau đó xà vào lòng ông Tường nũng nịu. Dạ, hôm nay cháu phải ở lại quay thêm một cảnh đêm nữa, thật là mệt chết mà. Ánh mắt ông Tường nheo lại, chứ không phải đến nhà Chu Việt à? Mai Kim khựng lại, trong lòng cảm thấy chột dạ. Cô ngước mắt lên hỏi, tối nay chú đã đến nhà Chu Việt? Ông Tường bật cười nhưng nụ cười không có chút độ ấm nào. Tôi đến đó làm gì chứ, cô đừng tưởng tôi không biết gì. Cô thích nó phải không? Tôi nhắc lại cho cô biết. Cô là do tôi gài vào bên cạnh nó để theo dõi nó. Nhưng mấy năm nay cô đang làm gì vậy? Cô nghĩ cô là diễn viên, cô định phủi đi quá khứ của mình, rồi lấy cái danh cứu nó để lấy tình cảm của nó. Trở về hiện thực đi. Cô vốn chỉ là một con điếm mà thôi. Dù được nó nâng lên làm diễn viên, nhưng cũng không che được cái mùi hôi thối trong con người cô đâu. Mai Kim mím chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Mấy năm này ở bên cạnh Chu Việt, được anh nâng đỡ, được anh quan tâm, những điều tốt đẹp và sạch sẽ từ anh đã khiến cô dần quên mất bản thân mình là ai. Cô cũng đã quên đi quá khứ tăm tối của mình. Cô đắm chìm trong ánh hào quang và mộng tưởng, nghĩ mình đã trở thành một thân phận hoàn hảo, là một diễn viên nổi tiếng, lại có Chu Việt chống đỡ cho cả thế giới. Thảm đỏ trải đầy hoa mời cô bước. Cô ngày đêm ước ao có được Chu Việt. Chỉ có Chu Việt mới có thể kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy. Chỉ có Chu Việt mới bảo vệ được cô. Và cũng chỉ có anh mới khiến cho người đàn ông hiểm ác này không dám đụng đến cô. Chu Việt giống như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Chỉ chút nữa thôi là cô đã có được anh. Nhưng chỉ vì sự quay trở lại của cô ta đã khiến mọi cố gắng, nỗ lực của cô sụp đổ. Cô không cam tâm. Nếu có Chu Việt thì giờ đây cô đã không phải xà vào lòng người đàn ông đáng tuổi bố mình mà su nịnh. Cô đưa bàn tay mềm mại vuốt ve lồng ngực của người đàn ông, giọng nói nỉ non. Cháu không bao giờ quên người đã giúp cháu có cuộc sống như bây giờ là ai. Không phải là Chu Việt mà là chú đã cứu cuộc đời của cháu. Cháu đã nói rồi, cả đời này cháu nguyện đi theo chú. Chú nói cháu làm gì, cháu sẽ làm theo ý chú, miễn là làm chú vui. Khóe môi ông Tường khẽ nhếch lên, ông ta nâng cằm Mai Kim lên, nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang thăm dò xem lời nói của cô là thật lòng hay chỉ là những lời nói dối. Mỗi lần đối diện với người đàn ông hiểm độc này, trong lòng cô luôn sợ hãi, cả thân thể run rẩy không ngừng. Con người đen thẫm của ông ta dần tối lại. Cô không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Vài giây sau ông ta đột nhiên cất giọng. Dạo này không thấy cô báo tình hình của Chu Việt với tôi. Nó gần đây không có động thái gì hay sao? Hay cô chỉ nghĩ đến yêu đương nên không biết nó đang làm cái gì? Mai Kim cắn chặt môi. Trước đây cô vẫn hay dò hỏi Minh Đức về lịch trình làm việc của Chu Việt, sau đó sẽ báo lại cho ông Tường. Nhưng lần nào ông Tường cũng nói tôi không cần cái lịch trình này, thứ ông ta cần là thứ khác.
Ông ta muốn cô nghe trộm những cuộc nói chuyện của Chu Việt và Minh Đức, nhưng rốt cuộc cô cũng chưa đem được tin tức gì quan trọng cho ông ta. Đã rất nhiều lần cô bị ông ta chửi vô dụng và bị đánh đập. Cô là diễn viên nên rất sợ những trận đánh ấy. Vậy nên lần này cô nghĩ ngợi thật kỹ, rồi khẽ nói. Chu Việt dạo gần đây không mấy mặn mà với ngành giải trí lắm. Anh ta thường xuyên sang Campuchia làm việc. Với lại còn một chuyện nữa, không biết chú có muốn nghe không? Chuyện gì? Nói. Chu Việt đã quay lại với người yêu cũ, tên Tuệ Lâm. Hai đứa chúng nó đã quay lại với nhau sao? Thú vị rồi đấy. Ông Tường nở một nụ cười nguy hiểm. Ông ta tu một hơi hết ly rượu, sau đó quay sang Mai Kim, đè cô xuống chiếc ghế sofa, rồi nhanh chóng xé toạc chiếc váy trên người cô ném xuống đất. Ông ta hôn lên người cô một cách cuồng bạo. Bàn tay ông ta di chuyển khắp người cô. Sự va chạm khiến toàn thân ông ta cảm thấy nóng rực. Ông ta lập tức cởi những thứ vướng víu trên người ra. Rồi sau đó chưa để cô kịp thích ứng, ông ta đâm mạnh vào cơ thể cô. Cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô là được ông ta cứu từ trong địa ngục trở về. Cô mang ơn ông ta nhưng cũng rất sợ hãi ông ta. Mỗi lần ông ta muốn, cô không dám phản kháng. Ngược lại phải phục vụ ông ta một cách chuyên nghiệp. Nếu làm ông ta mất hứng, chắc chắn cô cũng sẽ không được yên ổn. Cả cơ thể cô quằn quại dưới thân ông ta. Từ cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Sau khi thỏa mãn, ông ta mới chịu buông tha cho cô. Như mọi lần ông ta không nói một lời nào, cầm quần áo bước vào phòng tắm. Còn cô nằm im trên ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Lần nào làm tình với ông ta, đầu cô chỉ nhớ đến Chu Việt. Cô ước một lần được anh vuốt ve cơ thể mình. Cô ước một lần được anh ôm ấp, rửa sạch cơ thể đầy vết nhơ này của cô. Ông Tường tắm xong sau đó lập tức rời đi. Lúc này cô mới đứng dậy, cầm quần áo lảo đảo bước vào phòng tắm. Ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, cô gào khóc tuyệt vọng. Năm cô lên 2 tuổi, bố mẹ cô bị tai nạn qua đời. Cô được ông nội đưa về nuôi. Năm cô 13 tuổi, ông nội bị bệnh cũng qua đời. Không còn người thân thích, cô được một gia đình không con nhận về nuôi. Nhưng người mà mang danh bố nuôi cô lại cực kỳ đáng sợ. Đêm nào ông ta cũng lẻn sang phòng cô, bắt ép cô thỏa mãn ông ta. Sau một thời gian vì quá sợ hãi, cô đã trốn khỏi nhà. Cô rơi vào tay những kẻ xấu, bị mua đi bán lại không biết bao nhiêu lần. Cô cũng không nhớ hết mình đã bị bán vào bao nhiêu ổ mại dâm. Sau này cô bị bán vào một sòng bạc. Nơi đó cô đã gặp ông Tường. Có lẽ vì cô có thân hình đẹp nên đã thu hút được ông ta. Hơn thế nữa, cô thấy ông ta là người có quyền, có tiền nên đã cố gắng quyến rũ, lấy lòng ông ta và cầu xin ông ta đưa cô ra khỏi nơi tăm tối. May mắn là ông ta đã giúp đỡ cô. Từ ấy cô là người của ông ta. Ông ta yêu cầu cô làm gì cô buộc phải làm. Kể cả ông ta bảo cô chết cô cũng phải chết. Cuộc đời tàn nhẫn với cô như vậy đấy. Chỉ có duy nhất một người quan tâm cô thật lòng. Nhưng người đó lại không yêu cô. Tổng giám đốc Tường sau khi rời khỏi nhà Mai Kim thì liền gọi điện cho Hoàng Minh. Cậu đã lo liệu xong chưa? 2 ngày nữa hàng phải được giao đi đấy. Đầu dây bên kia, giọng Hoàng Minh dường như đang ngái ngủ. Đã xong, ngày mai tôi sẽ bay vào đó để xem tình hình. Ngày mai cậu sẽ đưa Tuệ Lâm theo cùng chứ? Đương nhiên rồi sếp. Trước khi đuổi cô ta khỏi công ty, tôi muốn cô ta phải chịu đau đớn và nhục nhã. Dám đột nhập lấy cắp số liệu giao dịch của công ty, cô ta thật to gan. Được, tôi chờ tin của cậu. Cúp máy, ông Tường ngồi trong xe ô tô, mỉm cười xoay chiếc điện thoại trong tay. Sau đó ông ta tiếp tục gọi cho ai đó. Hắn ta đã hết giá trị. 2 ngày nữa sau khi chuyến hàng xuất bến thành công, hãy trừ khử hắn. Chúng ta phải nhanh hơn bọn công an một bước. Dạ. Ngày hôm sau, Tuệ Lâm vừa đến công ty làm việc như bình thường. Đến 9 giờ Hoàng Minh mới đến công ty. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã bảo Tuệ Lâm chuẩn bị ra ngoài với anh một chuyến. Tuệ Lâm tò mò hỏi, đi đâu vậy ạ? Đi gặp đối tác. Thấy thái độ của Hoàng Minh không có gì khác lạ nên cô cũng không mảy may nghi ngờ.
nhưng cô vẫn nhắn một tin thông báo cho Chu Việt. Sau đó cô sửa soạn lại một chút rồi cùng Hoàng Minh ra xe. Có điều vừa bước vào xe, cô liền bị hai người đàn ông to lớn khống chế. Bọn họ dí súng vào đầu cô. Ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Cô dù đang rất hoảng sợ, nhưng biết trong lúc này có dãy giụa cũng không ích gì. Vì thế cô nhanh chóng đưa ánh mắt ra bên ngoài tìm kiếm Hoàng Minh. Thấy ánh mắt cùng nụ cười thâm hiểm của anh ta, cô hận bản thân đã quá tin tưởng anh ta rồi. Cô không biết Hoàng Minh đang định giở trò gì với cô, cũng không biết anh ta đang có ý đồ gì. Hoàng Minh không lên chiếc xe này, chỉ có cô bị hai người đàn ông kẹp chặt ở ghế sau. Sau đó một người đàn ông đưa tay luồn vào túi xách, lấy ra chiếc điện thoại, rồi đưa cho Hoàng Minh. Sau khi nhận được điện thoại của cô, Hoàng Minh lên một chiếc xe khác rồi rời đi. Xe của cô cũng đi theo sau. Nhưng khi ra đến bên ngoài, mỗi xe lại rẽ một hướng khác nhau. Ở trên xe bọn chúng dùng dây trói chân tay cô lại. Miệng cô cũng bị chúng dán một miếng băng keo. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Hà Nội rồi đi về phía Nam. Cô không biết bọn chúng đưa cô đi đâu, nhưng có vẻ bọn chúng sẽ dẫn cô đến một nơi rất xa. Chiếc xe di chuyển ngày đêm trên đường, đến bữa bọn chúng chỉ cho cô ăn một miếng bánh gạo và ít nước để cầm cự. Ngồi trên xe cả ngày lẫn đêm, ăn uống cũng không đàng hoàng, nên cả người cô mệt lả. Chân tay bị trói ngược ra đằng sau nên rất đau nhức, dần dần chân tay tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Sau hai ngày di chuyển, họ đã đến được điểm cần đến. Nhìn bảng hiệu ở trên đường thì cô biết cô đang ở Tây Ninh, gần cửa khẩu Mộc Bài, nơi mà lô hàng ma túy đang được thu giữ. Bọn họ đưa cô đến một công trường bị bỏ hoang, nơi này nằm giữa biên giới Việt-Campuchia. Giấu mình ở một nơi vô cùng hẻo lánh, cách xa thành phố, trước không nhà cửa, sau không hàng quán, cũng không có phương tiện nào đi lại. Bọn họ đẩy cô vào một căn phòng tối. Cô nằm co ro trên nền đất. Khi cánh cửa sắt khép vào, thế giới quay về với bóng tối. Nỗi sợ hãi trong phút chốc bao bọc lấy cô. Cô lạnh đến mức nổi một tầng gai ốc. Cô nhắm mắt, hết lần này đến lần khác nói với chính mình không được sợ hãi. Chuyện này có là gì chứ? Ngoài chuyện sinh ly tử biệt ra thì đối với cô, những chuyện khác không có gì là đáng sợ cả. Vừa đói vừa mệt, cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Trước mắt tối rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau cô bị đánh thức bởi tiếng cửa sắt được kéo ra. Ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào khiến mắt cô nheo lại, nhưng cũng kịp nhận ra người đang bước vào phòng là ai. Cô ngồi dậy, đanh mặt nhìn Hoàng Minh. Miệng bị dính băng keo nên cô không thể chửi rủa anh ta, chỉ có thể dùng ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt. Điện trong phòng đã được anh ta bật sáng. Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ anh ta. Đầu tóc anh ta rối mù, gương mặt lấm lem bùn đất, và còn cả quần áo trên người đã bị rách vài chỗ. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, cô đoán anh ta trên đường vận chuyển lô hàng thì bị công an truy đuổi. Hoàng Minh tức tối đá văng mấy thùng sơn cũ trong phòng. Anh ta không ngừng chửi bới. Còn mẹ nó, tất cả là lũ khốn. Tôi trung thành với ông như vậy mà ông dám lừa tôi, khốn nạn. Lúc này đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn cô. Hắn hùng hổ bước đến, tức giận bóp mặt cô, nghiến răng nói. Cả cô nữa, cô cũng lừa tôi. Ngay từ đầu cô tiếp cận tôi là có ý đồ đúng không? Lần này tôi sẽ kéo cả cô cùng chết với tôi. Thấy cô âm ư muốn nói, Hoàng Minh đưa tay kéo băng dính trên miệng cô xuống. Cô muốn nói gì? Nói đi. Tôi khuyên anh hãy đi đầu thú thì sẽ nhận được khoan hồng. Hoàng Minh bật cười như điên như dại, hắn ta gầm lên. Đầu thú cái con mẹ gì chứ? Cô có biết bây giờ chỉ cần tôi bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ bị bắn chết không? Dù hiện tại cô đang bị Hoàng Minh bắt cóc, nhưng cô không cảm thấy lo lắng lắm. Điều cô lo lắng bây giờ là Hoàng Minh sẽ xảy ra chuyện, bởi khi ấy đầu mối sẽ bị đứt đoạn. Cô ngước lên nhìn Hoàng Minh, cố gắng thuyết phục anh ta. Hoàng Minh, anh có thể tin tôi lần này không? Tôi sẽ giúp anh trở về an toàn. Hoàng Minh vò đầu hét lên. Ai cũng không an toàn, ai cũng không đáng tin cậy. Tôi không thể trở về và cô cũng vậy. Cô có biết bây giờ chỉ cần bước chân ra khỏi nơi đây thì có bao nhiêu người đang muốn vây bắt tôi không?
Tôi biết, tôi còn biết cả người đứng sau lưng anh là ai. Nhưng bây giờ anh hãy nghĩ mà xem, anh còn đường để trốn thoát sao? Người đứng sau anh chắc chắn sẽ không buông tha cho anh đâu. Vậy nên chỉ có theo chúng tôi thì tính mạng của anh mới được đảm bảo. Hãy bật điện thoại của tôi lên. Điện thoại của tôi có cài định vị. Nhanh thôi, Chu Việt sẽ đến và đưa anh về nước an toàn. Bây giờ anh phải tin tôi thì anh mới có cơ hội sống sót. Sống sót? Cả đời ở trong ngục tù, cái này so với chết có gì khác nhau sao? Hoàng Minh vừa nói dứt lời thì bên ngoài bỗng có tiếng súng vang lên. Cô không biết là tiếng súng kia là của phe nào, là phe của ông Tường hay là Chu Việt đến ứng cứu cô. Lúc này Hoàng Minh theo bản năng dí súng lên đầu cô, ép cô đứng dậy, nhưng cô đã gào lên. Anh định bắt tôi làm con tin, anh bị điên rồi. Nếu bên ngoài không phải là công an mà là người của Tổng Giám Đốc Tường thì cái mạng của tôi cũng không cứu nổi anh đâu. Cả tôi và anh sẽ cùng chết. Tốt nhất bây giờ anh mau chóng cởi trói cho tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp anh an toàn rời khỏi đây. Câu nói này đã khiến Hoàng Minh dao động. Anh ta hỏi cô. Tôi có thể tin cô. Bây giờ anh chỉ có thể tin tôi. Lúc này cô không có thời gian để chần chừ. Hoàng Minh nhanh chóng cởi trói cho cô. Mà cô biết Hoàng Minh là nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Nhất định cô phải bảo vệ anh ta an toàn. Ngoài trời bây giờ đang đổ cơn mưa. Phía trước tiếng súng ngày càng gần. Cô và Hoàng Minh không thể ra bằng cửa trước. Chỉ cần bước chân ra ngoài, cô và anh ta chắc chắn sẽ mất mạng. Mái của căn phòng này được lợp bằng tôn. Lúc cô nằm dưới đất, cô để ý trên nóc nhà kho có một mảnh tôn đã bị cắt. Tuy là có hơi nhỏ, nhưng một người có thể chui ra vừa. Cô chỉ lên trên nóc nhà kho rồi bảo với Hoàng Minh. Anh có thể trèo lên đó được chứ? Hoàng Minh có hơi nhíu mày. Đối với cô thì không có vấn đề gì, nhưng loại công tử trắng trơn như anh ta chắc chắn là khó. Mà bây giờ chỉ còn con đường đó có thể thoát thân. Lên trên đó cô sẽ dễ dàng quan sát xuống phía dưới. Sau đó xác định phương hướng nào không có người, cô và anh ta sẽ lẻn theo phía đó chạy ra ngoài. Cô hất mặt lên rồi nói. Trèo lên đi, tôi sẽ giúp anh. Tuệ Lâm một chân chống đỡ, hai tay bắt chéo lại ngửa lòng bàn tay. Hoàng Minh hiểu ý, anh ta đạp lên lòng bàn tay cô. Cô cắn chặt răng nâng anh ta lên, nhưng anh ta không thể bám được vào thanh sắt đóng trên tường. Vậy nhưng cô vẫn kiên nhẫn, nói anh ta thử lại một lần nữa. Lúc cô đang chuẩn bị nâng Hoàng Minh lên, thì bất ngờ trên nóc nhà kho có một người đàn ông thò đầu vào nhìn. Đúng lúc này Tuệ Lâm cũng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt liền sáng rực. Trấn Phong, tại sao anh lại ở đây? Trấn Phong thòng sợi dây thừng khá lớn xuống phía dưới, anh nói. Nói sau đi, hai người nhanh lên. Tuệ Lâm giúp Hoàng Minh leo lên trước, sau đó cô cũng nhanh chóng leo lên sau. Khi cô vừa lên đến nóc nhà kho, Trấn Phong lo lắng nhìn cô. Thấy cô bình an, không có vết thương nào, anh mới thở phào. Anh chỉ về hướng đường rừng rồi bảo. Đám đàn em của ông Tường đang chống trả công an rất quyết liệt. Cuộc chiến diễn ra chưa có điểm dừng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi đường rừng. Trong rừng sẽ có người tiếp ứng. Tuệ Lâm gật đầu. Được, chúng ta mau đi thôi. Trấn Phong chạy phía trước dẫn đường. Hoàng Minh chạy giữa. Còn Tuệ Lâm ở phía sau quan sát tình hình. Cơn mưa lớn vẫn không chịu dứt, ào ào chút xuống như lũ. Tiếng mưa lớn tràn ngập bên tai, còn láng máng cả tiếng súng và tiếng chửi bới gào thét mơ hồ. Tiếng súng dường như mỗi lúc một gần. Chưa chạy được bao xa thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe đằng sau. Ngoái đầu nhìn một cái, trong màn mưa lắc rắc, hai chiếc xe đang tăng tốc chạy về phía này. Tuệ Lâm thấy không ổn liền kêu lên. Hai chiếc xe đang chạy về phía chúng ta. Không biết là công an hay người của lão Tường. Tiếng súng, tiếng động cơ xe như xóe tạc màn mưa. Càng lúc chiếc xe càng tiến đến gần bọn cô hơn. Bất thình lình một tiếng nổ lớn vang lên. Lốp xe đằng trước bị bắn trúng. Chiếc xe bị chệch hướng, mất kiểm soát lao thẳng về phía cô. Tiếng mưa, tiếng súng, tiếng phanh. Tất cả chuyển biến trong tích tắc. Tiếp theo, bả vai cô bị đẩy mạnh một cái. Cô hét lên một tiếng bổ nhào về phía trước. Sau lưng chợt vang lên tiếng rầm, bánh xe nghiến trên đất, mau chóng chuyển hướng tràn qua thứ gì đó. Sau một cú tròng trành, chiếc xe tiếp tục mất kiểm soát, lao về phía trước.
Từ trên nền đất, Tuệ Lâm bò dậy, toàn thân và khắp mặt toàn là nước mưa và bùn đất. Da trên tay đã bị rách một miếng, nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Trước mắt cô chỉ thấy Trấn Phong nằm trên đất, hơi thở phập phồng, một cánh tay đã bị nghiền nát. Máu tươi róc rách dần dần lan ra trộn với nước mưa chảy sang một bên. Tuệ Lâm đau đớn chạy về phía Trấn Phong. Cô lẩm nhẩm gọi khẽ, Trấn Phong, Trấn Phong. Mưa mỗi lúc một lớn, mùi máu tanh tràn ngập cả khu nhà hoang này. Tuệ Lâm hoảng loạn nhào vào Trấn Phong, ôm lấy anh, cô gào lên. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao không mang nguy hiểm mà lại lao vào cứu em? Trấn Phong dùng chút sức cuối cùng khó khăn nói, anh sẽ không sao đâu mà. Bàn tay cô run rẩy lau mặt cho Trấn Phong. Lúc này một chiếc xe jeep chạy tới, rồi dừng ngay chỗ bọn cô. Minh Đức vội vàng bước xuống, cậu ta cùng một người khác đưa Trấn Phong lên xe. Cô cũng vội bước lên xe theo. Còn Hoàng Minh bị công an áp giải lên một chiếc xe khác. Trong đầu Tuệ Lâm lúc này chẳng thể nghĩ được gì. Ánh mắt hoảng hốt vẫn đang rơi lệ. Cô nắm chặt bàn tay Trấn Phong khẽ nói, cố gắng lên anh nha, bọn em đang đưa anh đến bệnh viện rồi. Hai mắt Trấn Phong đã nhắm nghiền, nhưng hình như vẫn nghe được cô nói. Anh khẽ gật đầu để trấn an cô. Đến lúc anh bị thương nặng vẫn còn nghĩ cho cô. Trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Chiếc xe jeep phóng như bay trên đường. Vì nơi đây hẻo lánh cách xa bệnh viện nên phải mất hơn một tiếng chiếc xe mới có thể đến được bệnh viện. Cửa xe mở ra, anh lập tức được các nhân viên y tế dùng xe đẩy đưa anh vào phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu màu đỏ được bật lên. Bên trong phòng cấp cứu im lặng như tờ. Dưới ánh đèn chùm, bác sĩ và y tá vây lại, cùng nhau xử lý vết thương một cách thuần thục. Tuệ Lâm đứng bên ngoài phòng, ruột gan nóng như lửa đốt. Cô đứng lặng im, dán mắt vào cửa phòng cấp cứu. Cảm giác lồng ngực bị đè nén không thể thở nổi. Quần áo và tay chân cô đầy những vết loang lổ, cả người bốc mùi tanh đặc trưng của máu. Minh Đức lúc này từ đâu chạy đến, đưa cho cô một bộ quần áo rồi nói với cô đi tắm rồi thay quần áo đi, quần áo của cô bị bẩn và ướt hết rồi, để lâu nước mưa ngấm vào người sẽ bị ố mắt. Tuệ Lâm nhìn Minh Đức rồi mới chợt nhớ ra, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cô không thấy Chu Việt đâu. Cô hỏi Minh Đức, Chu Việt đâu, sao tôi không thấy anh ấy đến? Cậu ấy đang làm nhiệm vụ, cô đi thay quần áo đi đã, rồi tôi sẽ kể cho cô nghe hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Tuệ Lâm ngập ngừng, cô nhìn về phía phòng cấp cứu có chút lưỡng lự. Nhưng còn anh ấy, còn có tôi và mấy anh em nữa ở đây mà. Cô nhanh đi thay đồ đi, cô mà bị ốm cậu Việt lại trách tôi. Cô nhận lấy quần áo từ tay Minh Đức, rồi tìm một chỗ tắm qua những bụi bẩn và vết máu trên người đi. Sau đó thay bộ quần áo khác. Sau một lúc cô quay lại, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Minh Đức ngồi trên dãy ghế dài của bệnh viện, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minh Đức. Có lẽ do tính chất công việc nên độ cảnh giác của cậu ấy rất cao. Cô ngồi xuống rất nhẹ, không gây ra một chút tiếng động nào, vậy mà cậu ấy vẫn có thể phát hiện ra. Minh Đức mở mắt, đôi mắt cậu ta có chút mệt mỏi. Cậu ta nhìn cô rồi khẽ nói, cả chúng ta và Hoàng Minh đều bị lão Tường lừa. Biết Hoàng Minh đã bị lộ nên ông ta cho cậu ấy là mồi nhử đánh lạc hướng của chúng ta. Lô hàng Hoàng Minh vận chuyển lên tàu là lô hàng giả. Lô hàng thật sự đã được lão ta giao cho người khác vận chuyển ngược lại Campuchia. Khi lô hàng thật đã vượt biên thành công, ông ta ra lệnh cho người giết Hoàng Minh để diệt khẩu. Trong lúc này Chu Việt cũng phát hiện ra điều bất thường. Cậu Việt chia thành hai đội. Đội cậu ấy sẽ đuổi theo lô hàng thật kia, còn đội của tôi âm thầm đi theo Hoàng Minh, một là bảo vệ cậu ta, hai là lần theo dấu vết của cậu ta thì mới có thể biết được nơi cậu ta đang giam giữ cô. Đội tôi và đội quân lão Tưởng thuê vừa đuổi theo Hoàng Minh vừa giao chiến với nhau, cuối cùng may mắn chúng tôi có thể bảo vệ được nhân chứng an toàn. Nếu lần này Hoàng Minh mà bị giết như những nhân chứng trước kia thì vụ án lại một lần nữa đi vào bê tắc. 10 năm Chu Việt phải giấu thân phận để theo đuổi vụ án này. Dù chỉ được nghe anh kể lại,
nhưng cô cũng phần nào thấu hiểu được gánh nặng và nỗi nguy hiểm của anh và đồng đội. Lão Tường là một người cẩn trọng, lại cực kỳ thông minh. Mọi chuyện ông ta làm, mọi nước cờ ông ta đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Nếu có xảy ra chuyện thì ông ta lập tức làm đủ mọi chuyện để xóa dấu vết, kể cả là thẳng tay giết người đã từng phục vụ trung thành với ông ta. Lần này nếu không phải Chu Việt đã lường trước được tình thế thì có khi Hoàng Minh cũng đã mất mạng rồi. Tuệ Lâm khẽ thở dài, cô ngước nhìn vào phòng cấp cứu rồi khẽ hỏi tiếp. Vậy còn Trấn Phong, tại sao anh ấy lại bị kéo vào chuyện này? Minh Đức thở dài. Buổi trưa hôm cô bị mất tích ấy, lúc đó Trấn Phong hẹn cậu Việt đi uống cà phê. Ngay khi định vị của cô mất, tôi đã báo cho cậu Việt biết, và lúc đó Trấn Phong cũng nghe được. Cậu ấy là một IT giỏi nên cậu ấy đã hỏi tôi vị trí định vị của cô bị mất là ở đâu. Tôi nói là ở công ty Hoàng Minh. Trấn Phong đã hack vào hệ thống camera ở công ty Hoàng Minh, sau đó phát hiện ra Hoàng Minh đã thuê người bắt cô đi. Chúng tôi không biết Hoàng Minh định đưa cô đi đâu, vì thế cậu Việt chỉ có thể cho người theo sát Hoàng Minh. Vì đi theo Hoàng Minh thì kiểu gì cũng tìm được ra cô. Và Trấn Phong đã nhận việc này. Cậu Việt không đồng ý, nhưng Trấn Phong nói cậu ấy giỏi IT, sẽ đi theo Hoàng Minh và cài định vị vào người hắn ta để cho chúng tôi dễ dàng theo dõi. Trấn Phong đi theo Hoàng Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc đó cậu ấy đã cài được định vị lên người Hoàng Minh. Cậu Việt báo cậu ấy hãy quay về Hà Nội. Việc còn lại cậu Việt sẽ lo, nhưng Trấn Phong không nghe theo Chu Việt. Cậu ấy vẫn cố chấp đi theo Hoàng Minh với mong muốn là tìm được cô. Và chuyện gì xảy ra thì cô đã biết rồi đấy. Tuệ Lâm cắn chặt môi dưới. Người đáng lẽ phải nằm ở trong kia là cô mới đúng. Anh đã chẳng mang tính mạng mà nhảy vào cứu cô. Để bây giờ trong cô luôn cảm thấy áy náy và day dứt. Cô chẳng thể cho anh cái điều mà anh muốn. Chỉ có thể dùng tình cảm bạn bè để đối đãi lại với anh. Sau hơn nửa ngày, cửa phòng cấp cứu mở ra. Cô và Minh Đức vội chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình của Trấn Phong. Bác sĩ Tử Tôn nói, vùng đầu của bệnh nhân không bị ảnh hưởng gì, nhưng cánh tay trái của bệnh nhân bị dập nát khá nặng. Cậu ấy bị gãy cánh tay trái, cẳng tay trái, chật khớp khuỷu, đứt toàn bộ mạch máu và thần kinh cánh tay. Phần mềm gân cơ vùng cánh tay bị dập nát. Chúng tôi đã thực hiện cắt lọc phần mềm bị dập nát, đóng đi xương cánh tay và cẳng tay, nắn chật khớp, khâu nối gân cơ, nối lại động mạch và các mạch để đưa máu nuôi dưỡng cánh tay. Dù ca mổ đã thành công, nhưng bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần được chăm sóc chuyên nghiệp. Người nhà lúc này chưa thể vào thăm. Tuệ Lâm ngập ngừng hỏi, cánh tay bị thương tổn nặng như vậy, liệu sau này có để lại di chứng gì không ạ? Chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm, nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần trước là cánh tay của cậu ấy sẽ để lại di chứng, không còn được như trước nữa. Còn có thể vận động được không thì chúng tôi còn phải theo dõi tiếp. Nghe đến đây, cả người Tuệ Lâm bất giác cứng đờ, nhưng cô vẫn còn giữ được chút lý trí cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ rời đi, Trấn Phong cũng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn anh nằm trên giường với trạng thái yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, cô không thể cầm nổi nước mắt. Cô luôn miệng lẩm bẩm, em phải làm sao đây Trấn Phong, em phải làm sao để bù đắp cho anh đây. Cô đứng nhìn anh qua cửa kính của căn phòng chăm sóc đặc biệt. Qua một lúc lâu, Minh Đức cầm về hai suất cơm. Cậu ta kéo cô ngồi xuống băng ghế dài của bệnh viện, rồi đưa cho cô suất cơm. Cô cố ăn uống để còn lấy sức. Tôi thấy mặt cô nhợt nhạt, cũng không khác gì Trấn Phong đâu. Cô mà gục xuống, cậu Việt mắng tôi chết. Trấn Phong đang ở trong phòng bệnh, thương tích thế nào còn chưa rõ. Cô làm sao có thể gục xuống được. Cô nhận lấy suất cơm từ tay Minh Đức, sau đó ăn từng miếng rất to. Người ngoài không biết còn tưởng cô đã bị bỏ đói mấy ngày. Nhưng thật ra là cô đang cố gắng ăn, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng thật chất trong lòng cô đang không ổn chút nào. Đang ăn thì đột nhiên Minh Đức đứng bật dậy, anh ta khẽ gọi. Chu Việt. Nghe thấy tên anh, ngay lập tức cô bỏ suất cơm xuống, nhìn theo hướng của Minh Đức. Vừa nhìn thấy bóng sáng quen thuộc ấy, cô vội vàng chạy về phía anh. Cả cơ thể nhỏ bé nép chặt vào thân thể anh,
nằm trong lòng anh, cô mới có thể bộc lộ ra dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối của mình. Nước mắt cô lặng lẽ ồ ạt tràn ra. Trấn Phong vì cứu em mà bị thương. Một cánh tay của anh ấy bị thương rất nặng, có nguy cơ bị liệt. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây anh? Chu Việt biết Tuệ Lâm đang rất hoang mang, vì vậy thời gian đang rất gấp, nhưng anh vẫn cố chạy về đây để an ủi cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng trấn an. Cậu ấy sẽ vượt qua được thôi. Cậu ấy bị thương, nhưng không phải là lỗi của em, mà là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ được em và cả cậu ấy, là lỗi của anh. Bây giờ em hãy nghe anh, hãy cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi. Vụ án sắp kết thúc rồi, lúc này tình hình đang cấp bách, anh không thể ở bên cạnh em, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Tuệ Lâm rất biết nghe lời, cô ngoan ngoãn lau khô giọt nước mắt. Gặp được anh, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ hơn. Lúc này cậu thanh niên đến cùng anh liền lên tiếng giục. Anh Việt, không còn nhiều thời gian đâu, phải nhanh chóng chạy đến tiếp ứng. Hoàng Minh vẫn đang bị truy sát rất gắt gao. Chu Việt gật đầu, anh vội vàng hôn lên giọt nước mắt của cô, hôn lên mí mắt của cô. Anh siết chặt tay cô rồi khẽ nói. Anh phải đi rồi, nhưng anh hứa sẽ sớm quay lại đây với em. Nói đến đây, Chu Việt quay sang Minh Đức. Nhờ cậu chăm sóc cho Tuệ Lâm. Minh Đức từ trước đến giờ luôn đi theo bên cạnh Chu Việt, nhất là trong những lúc quan trọng thế này, anh lại càng phải bên cạnh để bảo vệ Chu Việt. Nhưng Chu Việt không tin tưởng ai ngoài anh, chỉ có thể giao người quan trọng nhất cho anh. Anh không thể từ chối. Minh Đức gật đầu. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tuệ Lâm. Cậu cũng phải nên cẩn thận. Chu Việt xoa má Tuệ Lâm một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Ngay cậu thanh niên kia nói thì có vẻ lão Tường vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn đòi mạng Hoàng Minh đến cùng. Cũng phải thôi, Hoàng Minh bị bắt thì kiểu gì ông ta cũng không thể thoát tội. Ông ta là mọi nguồn cơn khiến cho bao cuộc đời đau khổ, bất hạnh. Vì ông ta Khánh Vi phải chịu nhục nhã và kết thúc cuộc đời ở tuổi 18. Bố cô bị hại chết để oan ức, đẩy cô vào nỗi bất hạnh và oan ức suốt 13 năm qua. Khiến cho Tuệ Anh lầm đường lạc lối và khiến cho Chu Việt không biết bao nhiêu lần bị thương tích và nguy hiểm đến tính mạng. Còn rất nhiều người bị lão ta hại nữa. Cô nắm chặt bàn tay. Độ tàn nhẫn của những kẻ buôn ma túy dã man thế nào không phải là cô không biết, nhưng tận mắt chứng kiến những tội ác thối nát ghê tởm của lão Tường, cô cảm thấy căm hận đến tận xương tủy. Cô chạy theo Chu Việt nói với anh. Anh phải chú ý cẩn thận, nhất định không được để bị thương. Khi nào đưa Hoàng Minh về đến nơi an toàn, nhớ phải nhắn tin cho em. Anh biết rồi. Tuệ Lâm đứng nhìn đến khi bóng sáng Chu Việt đi khuất thì cô mới quay về dãy hành lang, ngồi xuống chiếc ghế dài. Cô lặng lẽ tiếp tục ăn hết phần cơm còn lại. Cả một đêm và một ngày lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, cuối cùng bác sĩ thông báo Trấn Phong đã qua cơn nguy hiểm. Anh được chuyển về phòng hồi sức tích cực để chăm sóc. Vừa khi nhìn thấy cô, Trấn Phong đã vội nói. Khi nào bố mẹ anh đến, em không được nói là vì anh cứu em, mà chỉ cần nói anh gặp tai nạn thôi, nghe chưa? Giọng anh nói vô cùng yếu ớt. Vừa nói mặt anh vừa nhăn lại đau đớn, anh lại nói tiếp. Em cũng không được áy náy hay nghĩ ngợi gì nhiều. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó đều sẽ làm như anh. Em không sao là tốt rồi. Anh cũng chỉ bị thương ở cánh tay thôi, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi mà. Cô xót xa nhìn anh, trong lòng đau đớn nhưng không dám khóc, sợ làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Người bệnh quan trọng nhất là phải có một tâm lý tốt, thì bệnh tình mới có thể nhanh hồi phục. Buổi chiều hôm đó, mẹ anh cũng bay vào đến nơi. Nghe xong bệnh tình của con trai, mẹ anh như chết lặng. Mẹ anh đã khóc rất nhiều, một lúc rất lâu sau mẹ anh mới lấy được bình tĩnh vào thăm anh. Cô ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho anh và nghe mẹ anh nói chuyện. Mẹ anh nói chờ thêm tuần nữa cho sức khỏe của anh ổn định hơn, mẹ anh sẽ đưa anh sang Singapore để chữa trị. Anh cũng đồng ý nghe theo mẹ anh. Anh còn nửa đùa nửa thật nói. Sau đó cũng tốt, chưa ở lại đây cô gái này cứ kè kè bên cạnh con thấy phiền lắm. Tuệ Lâm nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười của anh rất đẹp và ấm áp.
Lúc này mẹ anh cũng nắm lấy tay cô dịu dàng nói. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Trấn Phong giúp bác. Bây giờ có bác ở đây rồi, cháu có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Tuệ Lâm cười ngượng, cô cười mà như khóc. Cháu sẽ ở đây chăm sóc anh ấy cùng bác cho đến khi anh ấy sang Singapore điều trị. Cảm ơn cháu. Trấn Phong từ lúc gặp mẹ đến giờ, thỉnh thoảng anh cứ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa tìm thứ gì đó. Mẹ anh dường như cũng đoán ra được suy nghĩ của anh nên thở dài bảo. Con đang tìm bố con à? Mẹ cũng đang tìm ông ấy đây. Ngay khi nghe tin con gặp nạn, mẹ lập tức gọi cho ông ấy nhưng điện thoại báo thuê bao. Đến giờ vẫn chưa gọi lại được. Bình thường suốt ngày ở trong phòng nghiên cứu. Vậy mà hôm qua mẹ đến phòng nghiên cứu tìm rồi đợi ông ấy cả 2 tiếng. Cũng không tìm gặp được ông ấy. Về sau mẹ sốt ruột về con quá nên mặc kệ ông ấy. Mẹ bay vào với con trước. Không biết bao giờ mới có thể liên lạc được với ông ấy. Lúc nào ông ấy cũng bận rộn với đống nghiên cứu và chế tạo. Khéo điện thoại hết pin cũng chẳng biết. Sau này vợ chết chôn xong rồi ông ấy mới về quá. Mẹ đừng nói gở như thế. Mẹ sống với bố bao năm biết thừa tính bố rồi còn gì nữa. Biết vậy nhưng chị thì cũng phải để ý đến cái điện thoại. Vợ con có chuyện gì thì còn liên lạc được. Đến ngày hôm nay là mẹ không thể nhịn ông ấy được nữa rồi đấy. Chẳng lẽ đến tuổi này mẹ lại đòi ly dị? Nghe Trấn Phong và mẹ anh nói chuyện, đôi môi cô khẽ cong lên. Cái cách anh và mẹ nói chuyện giống hệt với cô và mẹ. Hồi ấy bố cô cũng đi tác nghiệp lấy tin tức suốt cả ngày lẫn đêm. Chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Mọi chuyện ở nhà đều đến tay mẹ. Từ việc sửa điện, việc dỗ chạp đến việc đối nội đối ngoại đều một tay mẹ làm. Nhiều khi cực quá, mẹ giận dỗi kể lể với cô. Mẹ cô cũng dọa sẽ ly dị nếu bố còn cứ làm nghề này. Nhưng rốt cuộc mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc nhất của bố, để bố yên tâm làm việc. Mấy ngày nay cô không có nhà, không biết mẹ ở nhà một mình có ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ không nữa. Vụ án sắp kết thúc rồi. Sau khi vụ án kết thúc, cậu Tam sẽ đưa Tuệ Anh trở về như lời cậu ấy đã hứa với cô. Lần trước cậu ấy có đưa tin về nhờ Chu Việt nói với cô. Tuệ Anh chỉ cần thời gian ngắn nữa là sẽ cai nghiện thành công. Sức khỏe của Tuệ Anh cũng đang tốt dần lên rồi. Nghĩ đến gia đình cô đoàn tụ, trong lòng có chút vui vẻ. Cô ngồi yên lặng nghe Trấn Phong và mẹ anh nói chuyện, đôi môi khẽ mỉm cười mãi. Mà ở Hà Nội bây giờ thời tiết đang chuyển mùa, đầu đông có chút se lạnh. Hoàng Minh đã nhận tội và khai ra Tổng Giám Đốc Tường. Trong tay Hoàng Minh có rất nhiều bằng chứng phạm tội của Tổng Giám Đốc Tường. Ngay sau khi cầm bằng chứng trên tay, Chu Việt lập tức liên lạc với cấp trên và nhận được chỉ lệnh bắt khẩn cấp Tổng Giám Đốc Tường. Có điều Tổng Giám Đốc Tường sau khi không giết được Hoàng Minh, biết không thể trốn tội, ông ta đã trốn sang Campuchia. Ngay lúc này Chu Việt lại nhận được một thông tin quan trọng từ cậu Tam. Tổng Giám Đốc Tường đã liên lạc với ông Mai, nhờ ông Mai đưa lão ta sang vùng Tam Giác Vàng để trốn truy nã. Ông Mai đồng ý giúp, nhưng với một điều kiện, ông Tường phải đưa một nhà nghiên cứu hóa học giỏi đến cho ông ấy, để ông ấy chế tạo một loại ma túy mới. Và ông Tường đã bắt giáo sư Trấn Hải sang bên này giao cho ông Mai rồi. Chu Việt nghe xong liền siết chặt bàn tay lại, đôi mắt trầm tối như mây đen. Giáo sư Trấn Hải là thầy giáo năm xưa dạy hóa cho anh và cũng chính là bố của Trấn Phong. Ngay khi nhận được tin báo, cấp trên truyền lệnh xuống, tình huống cấp bách bây giờ cậu Tam phải theo dõi và đảm bảo tính mạng cho giáo sư Trấn Hải. Tiếp theo đó, Chu Việt cùng vài người đồng đội sang vùng biên giới Pôi Pét, đợi tín hiệu của cậu Tam, rồi cùng nhau hành động cứu giáo sư ra. Vì nơi đây không thuộc phạm vi lãnh thổ nước ta, nên chúng ta không thể tập hợp lực lượng tinh nhuệ đánh vào hang ổ của bọn chúng. Thêm nữa, vùng biên giới ấy là khu vực của bọn buôn ma túy, địa hình hiểm trở. Một bên là núi, một bên là vực thẳm. Vào nơi đó chỉ có một con đường độc đạo hiểm trở, được canh gác rất nghiêm ngặt. Vì vậy nếu không hành động kín kẽ, rất dễ bị bọn chúng phát hiện. Đến lúc đó người của quân ta cũng không giữ được mạng, chứ đừng nói đến chuyện cứu được giáo sư ra. Bên trong hang ổ của bọn buôn ma túy còn có rất nhiều lính vũ trang. Vì vậy cấp trên phải luôn nhắc nhở Chu Việt, hy vọng anh dưới tình huống phải luôn đảm bảo an toàn của bản thân.
đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Minh Đức nhận được tin này, lòng anh nóng như lửa đốt. Dù Chu Việt không gọi anh về, nhưng nhiệm vụ lần này nhất định anh phải đi theo bên cạnh Chu Việt. Anh và Chu Việt đã cùng nhau vào sinh ra tử bao nhiêu lần, lần này cũng không thể thiếu anh được. Anh gọi Tuệ Lâm ra một góc, nói với cô: "Tôi phải trở về Hà Nội có việc, cô ở lại chăm sóc Trấn Phong nhé." Thật ra chỉ cần mình cô ở lại bệnh viện với Trấn Phong là đủ, nhưng Chu Việt cẩn thận lại cứ muốn Minh Đức theo bên cạnh để chăm sóc cô, mà Minh Đức lại chẳng hợp với mấy chuyện này. Mấy ngày này cô cũng đã cảm nhận được Minh Đức có vẻ như đang rất sốt ruột về chuyện gì đó. Có lẽ cậu ta đã quen theo Chu Việt. Bây giờ vụ án đang đi đến hồi kết, cậu ta phải chôn chân ở bệnh viện nên cảm thấy có chút khó chịu. Cô cũng không muốn giữ Minh Đức ở lại, thời điểm này cậu ta nên đi theo Chu Việt mới đúng. Cô liền gật đầu bảo: "Được, cậu cứ về Hà Nội đi, ở đây đã có tôi và mẹ Trấn Phong rồi." Đôi môi Minh Đức khẽ cong lên: "Cảm ơn cô." Tuệ Lâm nhìn Minh Đức, nhìn gương mặt sốt sắng của cậu ta, cô cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cô nóng ruột hỏi: "Nhưng mà Minh Đức này, cậu có thể nói cho tôi biết vụ án đi đến đâu rồi được không? Tôi nhắn tin nhưng dường như Chu Việt chưa đọc thì phải. Có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?" Minh Đức rũ mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như không muốn nói. Điều này lại càng khiến cô lo lắng. "Hãy nói cho tôi biết được không? Coi như là tôi xin cậu." Minh Đức biết chẳng thể trốn tránh được, cậu ta bất đắc dĩ kể cho cô nghe về tình hình của vụ án và cả chuyện giáo sư Trấn Hải, bố của Trấn Phong, bị bắt đến hang ổ của bọn buôn ma túy. Bây giờ Chu Việt chuẩn bị sang bên đó để cứu giáo sư ra và sẽ tiện cơ hội để cứu Tuệ Anh ra nữa. Minh Đức còn nói thêm: "Nhưng cậu Tam nhắn về rằng Tuệ Anh rất bướng bỉnh. Tuệ Anh nói nếu cậu Tam không rời đi thì con bé cũng nhất định không chịu rời đi. Vậy nên cậu Tam nói lần này sẽ phải nói dối Tuệ Anh rằng vụ án đã kết thúc, cậu Tam cũng sẽ trở về, để Tuệ Anh cũng ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về. Cô hãy cứ ở lại đây yên tâm. Sẽ sớm thôi, cậu Việt sẽ đưa Tuệ Anh về." Bảo cô yên tâm, sao có thể. Doanh trại của bọn buôn ma túy Chu Việt đã từng dẫn cô đi xem một lần. Nơi ấy là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này chỉ cần nghe đến cô đã cảm thấy bất an rồi. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, cô ngẩng đầu lên nói: "Tôi cùng cậu trở về Hà Nội." Minh Đức há miệng kinh ngạc: "Cô về Hà Nội làm gì?" Giọng nói của cô đầy kiên quyết: "Tôi muốn cùng Chu Việt tham gia nhiệm vụ lần này." "Cô bị điên rồi, cô có biết cô đang nói gì không? Cô không thể, chắc chắn Chu Việt sẽ không đồng ý." "Nếu không ai đồng ý, tôi tự mình đến nơi đó." Minh Đức bất lực, gương mặt cậu ta vô cùng khổ sở. "Kiểu gì Chu Việt cũng lại trách phạt tôi, vì tôi đã nói cho cô nghe về nhiệm vụ lần này." Tuệ Lâm bỏ ngoài tai lời Minh Đức nói, cô nhanh chóng sắp xếp chuyện ở bệnh viện, sau đó nói với Trấn Phong và mẹ anh là cô có việc phải bay về Hà Nội gấp. Cô dặn anh cố gắng ăn uống, cô sẽ nhanh chóng bay vào gặp anh trước khi anh sang Singapore chữa bệnh. Cô muốn tham gia nhiệm vụ lần này bởi cô muốn chính cô đến đó thuyết phục em gái. Cô mong rằng con bé sẽ nghe lời hơn. Thêm nữa cô cũng rất muốn đồng hành cùng Chu Việt cứu giáo sư Trấn Hải ra. Cô muốn làm điều gì đó để trả ơn cho Trấn Phong và cũng là để lòng cô cảm thấy nhẹ hơn. Bay về Hà Nội, Chu Việt nhìn thấy cô thì ánh mắt tỏ ra ý cười. Anh đi đến ôm cô vào lòng. Nhưng khi nghe cô nói muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này, khuôn mặt anh bất giác cứng ngắc, anh liền nói: "Không được. Em biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm không?" Tuệ Lâm gật đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết: "Em biết, chính vì thế em muốn đồng hành cùng anh." Chu Việt lắc đầu: "Không thể, đi theo anh có thể em không nhìn thấy được ngày mai. Chỉ cần được ở bên anh, dù nguy hiểm thế nào em cũng không sợ. Em muốn được bên cạnh anh, chúng ta cùng đồng sinh cộng tử." Giọng điệu Chu Việt không còn nhẹ nhàng nữa, anh vô cùng nghiêm túc: "Nhưng anh không cho phép. Em là mạng sống của anh, em sống thì anh mới sống được. Vì vậy anh không muốn em bước vào nguy hiểm." "Anh nói em là mạng sống của anh, vậy chẳng lẽ anh không phải là mạng của em sao? Xin anh được không? Xin anh hãy cho em đi." Chu Việt thở dài, anh không trả lời câu hỏi của cô. Anh trầm mặc đi đến bên cửa sổ,
rút một điếu thuốc ra châm lửa, dựa vào vách tường, nhìn chăm chăm sắc đêm mông lung ở bên ngoài. Qua một hồi lâu, anh mới khẽ mở miệng. Đây sẽ là lần cuối cùng anh cho em tham gia nhiệm vụ này. Sau này dù có bất cứ chuyện gì em cũng không được phép can dự vào nữa. Em hứa với anh không? Tuệ Lâm mỉm cười, cô vội trả lời. Em hứa. Rạng sáng ngày hôm sau, Chu Việt, Minh Đức và ba người nữa cùng bay đến Pồi Pét. Bọn cô đến sòng bạc của Chu Việt để nghỉ ngơi và bàn bạc cho nhiệm vụ đêm nay. Cậu Tam cũng đã gửi cho bọn cô sơ đồ và 6 bộ quần áo giống hệt với những người canh gác trong hang ổ ma túy để ngụy trang. Đến 12 giờ đêm, bọn cô bắt đầu xuất phát. Vì hành động kín đáo nên bọn cô chỉ được mang vũ khí giảm thanh và kim gây mê. Chu Việt chọn ra 2 cái đưa cho cô. Cô nhận lấy dắt giữa eo. Vì cô quen dùng dao nên cũng đã chuẩn bị một con dao quân dụng tinh xảo cài trong người. Trên đường đi, Chu Việt mở bản đồ ra, sau đó nói lại kế hoạch một lần nữa. Phòng trên bản đồ mà cậu Tam đánh dấu chính là phòng thực nghiệm chế tạo ma túy mà giáo sư Trấn Hải bị giam giữ. Xung quanh căn phòng có rất nhiều lính canh giữ. Chu Việt nhắc nhở. Lần này ứng cứu vô cùng quan trọng, nhất định phải cứu được giáo sư Trấn Hải. Cùng với đó, mọi người cũng phải đảm bảo chắc chắn an toàn cho bản thân. Hành động của chúng ta chỉ có thể kéo dài 30 phút. Không đến nước vạn bất đắc dĩ thì không được nổ súng. Tất cả mọi người trên xe cùng đồng thanh. Rõ. Trong lòng Tuệ Lâm không khỏi lo lắng. Cô là người duy nhất không được đào tạo chuyên nghiệp. Cô chỉ được Chu Việt dạy cách dùng dao và kỹ năng bảo vệ bản thân. Vì vậy cô có chút hồi hộp. Cô ngồi ở ghế phó lặng im nhìn đoạn đường đầy bùn đất, không bằng phẳng ở phía trước. Qua một lúc, đột nhiên một lòng bàn tay ấm áp dài rộng phủ lên bàn tay cô. Đầu ngón tay của anh nắm lấy tay cô, hơi hơi dùng sức. Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của anh. Cô khẽ cong đầu ngón tay, nắm lấy bàn tay thô sần của anh. Đến địa điểm chỉ định, chiếc xe dừng ở lại nơi tối tăm vô cùng kín đáo. Tất cả mọi người xuống xe. Ai nấy đều cầm theo vũ khí. Chu Việt thấp giọng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hành động. 2 chữ hành động vừa thốt ra, tất cả mọi người tứ tán ẩn trốn trong bầu trời đêm. Tuệ Lâm và Chu Việt chạy bước nhỏ về phía bức tường vây quanh phía sau phòng thực nghiệm chế tạo ma túy. Đứng ở bên ngoài bức tường, Chu Việt một tay chống đỡ, hai tay bắt chéo lại ngửa lòng bàn tay lên. Tuệ Lâm đạp lên lòng bàn tay anh. Anh mượn sức nâng lên, cô liền nhảy lên bức tường cao. Chu Việt lùi về sau vài bước, chân đạp vào bức tường một phát nhảy lên theo. Hai người nhẹ nhàng luồn vào trong sân. Cô và anh nhanh chóng ẩn nấp vào góc tối ở phía sau căn phòng. Cả người dán sát vào tường. Chu Việt cẩn trọng thăm dò. Khi thấy phía đối diện không có người, Chu Việt nhìn Tuệ Lâm gật đầu. Cô hiểu ý anh. Cả hai người hạ thấp người chạy từng bước nhỏ đến đối diện. Cô và anh tiếp tục tiến về phía phòng thực nghiệm chế tạo ma túy. Trước cửa phòng có 2 lính canh gác. Chu Việt và Tuệ Lâm chia làm 2 hướng. Anh đi vòng hướng bên phải, còn cô vòng về hướng bên trái. Mỗi người sẽ xử lý 1 tên. Chu Việt khẽ nói vào trong bộ đàm. Đã vào vị trí. Tuệ Lâm lập tức trả lời lại. Đã vào vị trí. Hai người đứng đối diện nhau, ở giữa là 2 tên lính canh gác. Chu Việt đưa tay lên làm ký hiệu. Ngay lập tức cô và anh cùng tiến đến. Trong cùng một lúc, Chu Việt bịt miệng một tên lính gác. Sau đó anh dùng tay đấm mạnh vào gáy tên lính gác, khiến tên lính gác ngất đi. Còn Tuệ Lâm cũng cẩn trọng sải từng bước, sau đó dùng kim gây mê đâm vào người tên lính gác từ phía sau. Tên lính gác còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã liền mềm nhũn. Cô và anh nhanh chóng kéo 2 tên lính ném vào trong góc tối. Mà lúc này Minh Đức cùng đồng đội cũng đã giải quyết mấy người thủ vệ xung quanh khu nhà. Chu Việt nói vào trong bộ đàm. Chú ý quan sát bên ngoài. Tôi và Tuệ Lâm bắt đầu vào bên trong cứu người. Chu Việt nhẹ nhàng nâng tay mở cửa. Cửa lẹt kẹt một tiếng bị mở ra, là một căn phòng tầm 20 mét vuông. Chính giữa căn phòng là một cái bàn dài hình chữ nhật tầm 5-6 mét. Trên bàn bày một đống đồ, không cần phải suy đoán cô cũng biết đó là cái gì. Người bên trong thấy có người đến, đột ngột giơ súng lên rồi cất giọng.
Ai đó? Vì bọn cô đã ngụy trang giống như mấy tên lính khác, nên lúc này Chu Việt tự tin bước vào, anh nói: Là tôi đây. Mấy người bên trong thấy là người của mình liền buông bỏ cảnh giác. Một tên hất mặt lên hỏi: Vào đây làm gì? Chỉ chờ cơ hội này, Chu Việt quay sang nhìn Tuệ Lâm, hai ánh mắt giao nhau. Ngay lập tức cô cầm dao đến hạ gục một tên, còn Chu Việt nhanh chóng giơ súng hạ gục mấy tên còn lại. Tuệ Lâm thấy ở chính giữa căn phòng có một người đàn ông nằm gục trên đất, có thể là do phản kháng. Trên mặt của ông ấy có một mảng bầm xanh, lúc này đang trong trạng thái hôn mê. Chu Việt chạy đến lay người rồi khẽ gọi: Thầy Hải, thầy Hải. Cả người giáo sư mềm nhũn không có chút động đậy. Cô giúp Chu Việt đưa ông ấy lên lưng anh. Anh nhanh chóng cõng ông ấy ra bên ngoài. Chu Việt cõng giáo sư chạy đằng trước, cô đi theo phía sau. Bọn cô thông qua con đường ban đầu rút lui. Có điều lúc leo tường gặp phải khó khăn, Chu Việt lên trước. Anh trèo lên phía trên bức tường, anh cúi xuống kéo giáo sư lên. Cô ở dưới giúp sức cùng anh, cuối cùng cũng vác được giáo sư lên bức tường. Nhưng lúc này Chu Việt bị sảy chân, cả anh và giáo sư đồng thời ngã xuống bên ngoài. Cô vẫn còn ở bên trong, khẽ nói vọng ra: Anh và giáo sư không sao chứ? Không sao, để anh giúp em ra ngoài. Nhưng còn Tuệ Anh? Em yên tâm, giờ này cậu Tam đã đưa Tuệ Anh ra xe của chúng ta rồi. Chu Việt đặt giáo sư xuống, anh nhảy lên bức tường định giúp Tuệ Lâm ra ngoài. Thì bất ngờ bên trong có tiếng hét lớn, tức khắc chuông báo vang lên. Bọn cô bị lộ tẩy rồi. Trong viện còn có mấy chục phần tử vũ trang, nghe thấy chuông báo liền cầm súng chạy ra. Chu Việt nhanh chóng kéo cô ra được bên ngoài. Chu Việt nói vào trong bộ đàm: Người đã được cứu ra, nhanh chóng rút lui. Bọn họ bắt đầu truy sát bọn cô. Chu Việt cõng giáo sư chạy về phía trước, vừa chạy vừa né đạn. Cô chạy theo phía sau yểm hộ anh rời đi, còn Minh Đức và các đồng đội khác chia nhau bắn trả. Sáu người cõng theo một giáo sư đối phó với mấy chục tên vũ trang. Cho dù bọn chúng có thân thủ cực kém, nhưng lửa đạn không có mắt, đạn của súng liên thanh bắn đến tựa như mưa bão vồ vập kéo đến. Tất cả mọi người vừa bắn trả vừa rút lui, lửa đạn của đối phương chẳng chịt bay đến. Tình hình nguy hiểm trước mắt khiến cô không muốn nghĩ nhưng cũng phải nghĩ đến. Với đội quân vũ trang nhiều thế kia, cô e rằng cả bảy người bọn cô sẽ bỏ mạng ở nơi đây mất. Lúc này Chu Việt đột nhiên gọi Minh Đức lên. Anh đưa giáo sư cho Minh Đức cõng, rồi quay lại dặn dò đồng đội của mình: Hãy đưa Tuệ Lâm và giáo sư an toàn rời khỏi đây. Trước mắt tất cả hãy nấp vào một chỗ kín đáo, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Minh Đức ngay lập tức lên tiếng: Chu Việt, không được, làm vậy rất nguy hiểm. Chu Việt gắt lên: Chúng ta hết cách rồi, nếu không tất cả chúng ta sẽ không thể sống sót ra khỏi đây đâu. Đây là mệnh lệnh, tất cả tìm chỗ ẩn nấp. Trong tình huống cấp bách, Chu Việt chỉ có thể đưa tay lên vuốt nhẹ vào gò má cô. Anh khẽ nói: Chú ý an toàn, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tuệ Lâm bấm móng tay sâu vào da thịt, nước mắt đã trực trào ra. Cô không lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay anh. Cho em theo anh. Chu Việt nhìn cô chăm chú, gương mặt anh lạnh lẽo như bị một lớp băng bao phủ. Anh kiên định gỡ tay cô ra, sau đó đặt vào tay cô một khẩu súng. Anh lên tiếng dặn dò cô một lần nữa: Chú ý an toàn, nhất định không được để bản thân bị thương. Cả người Tuệ Lâm lập tức hóa đá, nhìn bóng sáng cao lớn của anh xoay đi. Trái tim cô bỗng đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Cô nói không ra tiếng: Nhất định anh phải quay trở về đấy. Chu Việt chạy lên trước một đoạn, sau đó rẽ vào con đường chạy vào phía trong rừng sâu hun hút. Tầm 10 phút sau, tiếng súng càng lúc càng xa dần. Khi thấy xung quanh đã an toàn, Minh Đức liền lên tiếng: Tất cả lấy lại tinh thần chạy mau. Tuệ Lâm lấy hết sức mà chạy về phía trước, nước mắt ồ ạt tuôn ra như thác lũ. Cô không sao có thể ngăn được tiếng nấc. Cô vừa chạy vừa nấc lên, cô phóng như bay trên đường rừng, bất chấp cành lá tua tủa đâm vào da thịt cô. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh Chu Việt, ánh mắt ẩn nhẫn trong đêm tối của anh. Anh vẫn luôn là một người dũng cảm, không gì có thể khiến cho anh sợ hãi. Một mình anh ở nơi hang ma ổ quỷ này,
chiến đấu với mấy chục tên lính vũ trang. Cô không dám nghĩ tới kết cục, mặc dù trong đầu tất cả những người có mặt ở đây đều biết lần này anh khó có thể sống sót mà quay trở lại. Trái tim cô đau xót, cô mím chặt đôi môi, cưỡng ép bản thân phải thật mạnh mẽ. Vừa chạy đến bên chiếc xe, cô lặng im đứng bất động một chỗ. Minh Đức cùng các đồng đội khác đã lên xe, anh thúc giục cô. Tuệ Lâm, cô mau lên xe. Tuệ Lâm lắc đầu, cô đóng cửa xe lại rồi nói. Các anh hãy đưa giáo sư trở về an toàn, còn tôi sẽ quay trở lại tìm Chu Việt. Minh Đức nhìn Tuệ Lâm, ý chí kiên cường cùng gương mặt đanh thép của cô khiến cho Minh Đức phải nể phục. Trước đây anh luôn tự hỏi, người con gái tên Tuệ Lâm có gì mà khiến cho Chu Việt yêu đến điên dại, khiến cho Chu Việt, một người cứng rắn như sỏi đá cũng phải rơi nước mắt vì cô. Và bây giờ Minh Đức đã có câu trả lời, một Tuệ Lâm nặng tình, một Tuệ Lâm sống hết mình vì tình yêu, một Tuệ Lâm yêu Chu Việt hơn chính cả bản thân mình. Minh Đức quay sang đồng đội, anh khẽ nói, ba người hãy đưa giáo sư trở về, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Ba người đồng đội trầm mặc nhìn Minh Đức. Minh Đức bước xuống xe, cậu ta đi theo sau Tuệ Lâm khẽ hỏi, cô không sợ chết? Trong tình cảnh này, đột nhiên Tuệ Lâm lại bật cười. Sợ chứ, ai chẳng sợ chết. Nhưng Chu Việt là mạng sống của tôi. Nếu không có anh ấy, cuộc sống đối với tôi còn ý nghĩa gì nữa? Minh Đức ngửa mặt lên nhìn bầu trời, đôi môi khẽ mỉm cười. Tôi cũng ước sau này có người yêu tôi như cô yêu Chu Việt. Hai người quả thật khiến tôi rất ngưỡng mộ đấy. Tuệ Lâm chỉ khẽ cười không nói gì thêm. Bởi giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến Chu Việt. Minh Đức khẽ thở dài rồi lại bảo, tôi và Chu Việt đã từng ở trong khu rừng này một tuần để tìm hiểu đường đi và địa hình ở nơi này, nên tôi biết rất rõ đường đi. Chỉ có điều tôi không thể phán đoán Chu Việt sẽ chạy về hướng nào. Và dù thân thủ của Chu Việt rất tốt, nhưng một mình cậu ấy đấu với 4 đến 50 tên lính vũ trang thì tôi cũng không chắc cậu ấy có thoát ra được không. Bây giờ tôi với cô đi sâu vào phía sau núi để xem xét tình hình. Được. Tuệ Lâm và Minh Đức càng đi sâu vào bên trong thì càng nghe rõ tiếng đạn. Điều này chứng tỏ rằng Chu Việt vẫn chưa bị bắt. Tiến sâu vào bên trong chút nữa, cô bắt đầu phát hiện ra những xác chết nằm rải rác trên mặt đất. Đây có lẽ toàn là những lính vũ trang bị Chu Việt bắn trúng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến nhiều người chết như vậy. Một cơn buồn nôn dội lên cổ họng cô. Mà Chu Việt lúc này đã bị trúng đạn, gương mặt anh tái mét, vai áo nhuộm thành màu đỏ tươi. Anh tựa người vào tảng đá, hít thở nặng nhọc, sau một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi. Anh hít sâu một hơi rồi đột ngột xoay người, nhả đạn bắn trả về phía đối phương. Lửa đạn của đối phương bắn về phía tảng đá không ngừng, cảm thấy tảng đá sắp không trụ được nữa. Chu Việt vội nhào đến sau một gốc cây thô to trốn đi. Lúc bò lên lại, nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ đến gần, anh vừa xoay đầu, một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào giữa trán anh. Người đàn ông cầm súng hô lên bằng tiếng Campuchia. Đã bắt được nó. Nói rồi hắn ta hất cằm ra hiệu bảo anh bỏ súng xuống. Chu Việt bỏ súng xuống, sau đó giơ hai tay lên. Tốc độ của Chu Việt dù nhanh đến cỡ nào cũng không nhanh bằng tốc độ của đối phương, vậy nên anh bắt buộc phải đầu hàng. Lúc này mấy chục lính vũ trang đã rải khắp nơi trong khu rừng. Vì vậy chỗ Chu Việt chỉ có 5 tên lính, một tên liền nói với tên cầm súng. Bắt sống hắn ta về cho ông chủ. Trừng phạt thế nào ông chủ sẽ quyết định. Hắn đã bắn chết rất nhiều người bên ta. Nếu để hắn chết thì dễ dàng cho hắn quá. Ánh mắt tên cầm súng trở nên vô cùng tàn bạo. Hắn nở một nụ cười nguy hiểm rồi gật đầu. Chu Việt biết rất rõ về thủ đoạn tra tấn dã man của bọn buôn ma túy. So với cái chết thì việc bị bọn này tra tấn còn khó chấp nhận ngàn lần vạn lần. Bọn chúng sẽ dùng những thủ đoạn tra tấn dã man nhất, tàn bạo nhất. Trước khi chết còn bị tiêm vào lượng lớn amphetamine để phải tỉnh táo đón nhận những tra tấn trước khi lìa đời. Vậy nên Chu Việt suy nghĩ, lúc này anh sẽ chống trả lại bọn chúng. May mắn thì anh sẽ thoát, nếu không chết dưới họng súng của bọn chúng cũng là một cách giải thoát nhẹ nhàng, còn hơn là phải chịu những thủ đoạn tra tấn kia. Nghĩ đến đây, đôi tay Chu Việt nhanh như cắt, cầm lấy họng súng đang chĩa lên đầu mình rồi hướng lên trời, bằng. Tiếng súng đạn trong rừng vừa dứt được mấy phút,
giờ lại bắt đầu nổ lên, khiến ai nấy đều đề cao cảnh giác. Chu Việt đánh gục được tên cầm súng thì một tên khác đã nhanh chóng dí súng vào đầu anh. Hắn ta gào lên, còn mẹ mày chết đi. Tiếng hét của tên đó vừa dứt thì một tiếng bằng phía sau lại vang lên, tiếp theo đó là một tràng súng liên thanh được bắn ra. Bốn tên còn lại đã bị Minh Đức và Tuệ Lâm hạ gục. Dựa vào tiếng súng mà Minh Đức và Tuệ Lâm tìm thấy được Chu Việt. May mà hai người đến kịp. Nhìn cảnh tượng vừa nãy khiến trái tim Tuệ Lâm như sắp nhảy ra ngoài. Cô vội vàng chạy đến đỡ Chu Việt. Chu Việt nhìn Tuệ Lâm, đôi mắt như phun ra lửa giận. Anh nắm tay siết chặt đến nỗi xương cốt vang lên. Anh gằn giọng, tại sao em lại quay lại đây hả? Em không cần mạng nữa rồi à? Anh vẫn còn đang ở nơi nguy hiểm, sống chết ra sao không rõ. Anh bảo em sao có thể bỏ đi? Lúc này Minh Đức cũng chạy đến đỡ cho Chu Việt. Anh bảo, đi mau. Vì Chu Việt bị trúng hai phát đạn ở ngay đùi nên khiến anh không thể đi lại bình thường được. Cô và Minh Đức ở hai bên dìu anh chạy sâu vào trong rừng núi. Có điều vừa mới chạy được một đoạn thì bỗng từ phía sau một tiếng nổ giòn giã vang lên. Tuệ Lâm cảm thấy Chu Việt ở trên vai cô giật giật. Cô vội dừng bước quay đầu nhìn. Trên lưng anh có một lỗ nhỏ, máu từ đó tuôn ra xối xả. Người Chu Việt lảo đảo, anh hít sâu một hơi, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chân anh lại không thể trụ vững được. Anh nhăn mặt khuỵu chân xuống đất, thế nhưng anh vẫn rất trấn tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn cô và Minh Đức rồi vội nói, hai người hãy để tôi lại đây, nhanh đi đi, nhanh thoát khỏi nơi này. Nước mắt Tuệ Lâm trào ra khóe mi, cô quay đầu nhìn phương hướng đạn vừa bay tới. Ở phía xa xa xuất hiện hình bóng một toán lực lượng vũ trang. Bọn chúng chĩa súng về phía bọn cô. Cô bảo với Chu Việt, đã chết thì cùng chết, hôm nay nhất định em sẽ không bỏ lại anh ở nơi đây. Nói rồi cô quay sang bảo Minh Đức, cậu mau đi đi, tôi với Chu Việt ở đây sẽ giữ chân họ lại. Nếu tôi với Chu Việt không trở về được, xin cậu hãy nhắn cho mẹ và em gái tôi một câu. Gương mặt Minh Đức tỏ vẻ bất lực, cậu ấy cũng không muốn rời đi. Cậu ấy muốn ở lại chiến đấu đến cùng, nhưng dưới sự thúc ép của Tuệ Lâm, cậu ấy miễn cưỡng phải rời đi. Trước khi đi, cậu ấy khẽ bảo, hai người hãy nghe theo lời họ để giữ lấy mạng sống. Chỉ cần hai người còn sống, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ đưa người đến cứu. Hai người nhất định phải bảo trọng. Tuệ Lâm gật đầu, cô nói, được, chúng tôi chờ cậu. Minh Đức chạy đi, cô ngồi xuống ôm chặt lấy Chu Việt. Anh lặng lẽ nhìn cô, thần sắc bất động. Chỉ một phút sau, toán binh lính cũng đuổi kịp bọn cô. Bọn chúng nhìn cô và Chu Việt, nhếch miệng cười nham hiểm, rồi từ từ tiến lại gần. Một tên vẫy đàn em lên rồi bảo, đưa hai người này về doanh trại, ông chủ muốn gặp bọn nó. Cô không phản kháng, cô và Chu Việt bị bọn chúng dẫn về doanh trại. Bầu không khí này đậm đặc mùi chết chóc. Cô nhìn Chu Việt, gương mặt trắng bệch nằm trên cáng, lại càng lo cho sự an nguy của anh. Về đến doanh trại, cô và Chu Việt bị áp giải vào trong một căn phòng. Cô quan sát thấy căn phòng này cũng giống như căn phòng của giáo sư bị giam giữ. Có điều trên tường của căn phòng này có treo mấy sợi dây xích nhỏ, nhìn thật giống như cô sắp sửa bị tra tấn. Nhưng cô nghĩ bản thân cô bị hành hạ thế nào cô cũng không sợ. Trong đầu cô chỉ lo Chu Việt đang bị dính ba phát đạn, liệu họ có tra tấn người bị thương nặng như anh không? Điều này mới khiến cho cô thật sự lo lắng. Cô bị hai tên lính ném xuống đất, rồi dùng dây xích trói hai tay hai chân cô lại. Độ dài của dây xích khiến cô chỉ có thể quỳ trên mặt đất, giống loài động vật. Còn Chu Việt, bọn chúng vẫn để nằm im trên cáng. Một lúc sau, người đàn ông trung niên bước vào phòng. Cô nhận ra người này là ông Mai. Ông ta không nhìn cô mà đi thẳng đến bên bàn, cầm khăn mặt lau tay. Sau đó ông ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cầm tách trà uống một cách từ tốn. Tuệ Lâm chạy trốn suốt cả một đêm. Cô vừa mệt vừa khát khô cổ họng. Cô không nhịn được cúi thấp đầu liếm đôi môi khô nứt của mình. Đúng lúc này giọng ông Mai đột nhiên cất lên, mất đi giáo sư nhưng đổi lại được hai đứa chúng mày thì quả thật cũng không phí. Chu Việt ơi là Chu Việt, tao đã nhìn ra mày là người không hề đơn giản rồi. Định tạo vỏ bọc để qua mặt tôi sao? Còn lâu. Những thứ mà nhìn rõ nhất là thứ nguy hiểm nhất.
Lần này mày dám đột nhập vào doanh trại của tao, làm chết bao nhiêu người bên tao, vậy thì cũng sẽ hành hạ con đàn bà của mày y như vậy, lại còn hành hạ trước mặt mày. Thú vị thật đấy. Chu Việt lúc này đã nằm trên cáng bất tỉnh, gương mặt trắng bệch đến mức đáng sợ. Nhưng có lẽ anh vẫn nghe được lời của ông Mai nói. Nước mắt anh đột nhiên trào ra khóe mắt. Cô liếc mắt nhìn anh, cả người như hóa đá. Ông Mai đứng nhìn cô từ trên cao xuống. Sau đó ông ta cúi xuống giơ tay giật tóc cô. Tuệ Lâm buộc phải ngẩng đầu theo động tác của ông ta. Khi gương mặt trắng ngần của cô lộ ra, ông Mai trầm mặc trong giây lát rồi tát mạnh vào mặt cô. Cây bạt tai khiến Tuệ Lâm nổ đom đóm mắt, vừa đau vừa rát. Miệng cô có vị vừa mặn vừa tanh. Máu tươi từ khóe miệng rỉ xuống. Thắt lưng cô bị bàn tay lớn túm lấy. Sau đó cô bị lật người nằm xuống đất. Sợi dây xích nối với bờ tường thít chặt, khiến cổ chân và cổ tay cô đau buốt. Tuệ Lâm ngẩng đầu, bắt gặp ông Mai nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ông ta phảng phất ý cười thâm hiểm và lạnh lẽo. Cô không biết ông ta định làm gì cô tiếp theo. Chỉ thấy ông ta giơ tay tháo đầu sợi dây xích treo trên tường. Đến lúc này chân tay cô mới được thả lỏng một chút. Nhưng không đợi cô kịp lấy lại sức, ông Mai đã lại túm tóc cô, lôi sành sạch đến tấm thảm da báo gần đó. Cô cảm thấy da đầu như bị mất đi một mảng. Nỗi hoảng sợ trong lòng lên đến cực điểm. Ông Mai mở ngăn kéo tủ, lấy ra một con dao găm sắc mỏng, rồi nở nụ cười nham hiểm nhìn cô. Ông ta ngồi xuống, dùng lưỡi dao chạm nhẹ vào cổ cô, rồi từ từ kéo xuống dưới. Ngực cô đột nhiên lạnh toát. Cô cúi xuống nhìn, áo sơ mi đã bị cắt rách, trong khi con dao vẫn di chuyển xuống dưới. Đến khi bộ quần áo trở thành vải vụn, ông Mai vơ quần áo đã bị cắt ném sang một bên. Sau đó một tay ông ta vẫn cầm dao, tay kia vuốt ve người cô. Thủ đoạn hành hạ này của ông ta còn đau đớn và nhục nhã gấp trăm lần những cái tát, những cái túm tóc kia. Còn sự hành hạ nào đáng sợ hơn việc cưỡng bức người phụ nữ trước mặt người đàn ông của cô ấy, để cô ấy đau khổ đến tột cùng. Cô đau đớn nhìn Chu Việt đang nằm trên cáng, nước mắt chảy ra ướt nhòe hai bên má. Từng ngón tay sơ bẩn của ông ta vẫn vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể cô, khiến cả người cô nổi gai ốc. Cô mím chặt môi, đôi mắt đang tử yếu đuối bỗng trở nên sắc lẹm một cách đáng sợ. Dù có phải chết thì cô cũng sẽ chết một cách oanh oanh liệt liệt, chứ không muốn chết một cách nhục nhã thế này. Cô nắm chặt dây xích trong tay, sau đó nhân lúc ông ta đang mỏ mẫm cơ thể cô, nhanh như chớp cô ngồi bật dậy, dùng dây xích trong tay vòng qua cổ ông Mai rồi siết chặt. Cô biết việc cô tấn công ông ta sẽ khiến bản thân cô rơi vào tình thế càng nguy hiểm hơn. Nhưng bây giờ dù thả chết, cô cũng không muốn bị ông ta làm nhục. Ông Mai há miệng hít thở. Ông ta giơ tay nắm chặt dây xích trên cổ. Chân tay Tuệ Lâm đau đến mức gãy rời, nhưng cô bất chấp, dùng toàn lực kéo sợi dây xích về phía sau. Nếu cô và Chu Việt phải chết thì cô cũng sẽ kéo theo ông ta chết cùng. Có điều ông ta thân thủ cũng rất đáng gờm. Sau vài giây nghẹt thở, ông Mai giật mạnh sợi dây xích về đằng trước, khiến dây xích tuột khỏi tay cô. Cả người cô đập mạnh vào lưng ông ta. Ông Mai lúc này đã thật sự nổi giận. Đôi mắt của ông ta long lên. Ông ta túm đầu cô đập mạnh vào tường. Một tiếng cộc vang lên, khiến cô đau đến mức có cảm giác đầu vỡ làm đôi. Máu từ lông mày chảy xuống làm mở mắt cô. Cô thấy ông Mai đứng dậy, đi đến ngăn kéo lấy ra một khẩu súng. Ông ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thù hận. Ông ta cầm súng chĩa về phía cô. Cô không tránh né, cũng không hoảng loạn. Cô từ từ nhắm mắt lại, đón nhận cái chết. Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở. Sau đó là tiếng bước chân thình thịch chạy vào. Cô ngước mắt nhìn về nơi có ánh sáng đó, bắt gặp cậu Tam và Tuệ Anh. Cô kinh ngạc nhưng không dám kêu lên, sợ cậu Tam bị lộ thân phận. Cô không biết cậu Tam định làm gì. Cậu ta đứng đối mắt với ông Mai, lông mày ông Mai nhíu chặt lại. Ông ta hất mặt hỏi: "Ai cho phép cậu vào đây? Cút ra ngoài." Mấy năm nay ở trong cái hang quỷ này,
cậu Tam đã thu nạp được hơn chục đàn em thân tín. Vốn cậu Tam vẫn còn nhiệm vụ chưa xong, nhưng cấp trên đã hạ lệnh, tình huống cấp bách phải cứu được Chu Việt ra. Dù sao ông Tường đã bị bại lộ, nhiệm vụ của cậu Tam ở hang quỷ này cũng gần như đã hoàn thành. Vậy nên bây giờ cậu ta buộc phải để lộ thân phận để cứu Chu Việt và cô. Cậu Tam nhìn Chu Việt nằm im lìm trên cáng, ánh mắt cậu ta tối đen lại. Cậu ta bất chấp lao vào ông Mai, hai bên quần thảo như hai con dã thú. Cậu Tam tung một nắm đấm cực mạnh vào ngực ông Mai. Ông Mai lập tức giơ súng bắn một phát trúng vào vai cậu Tam. Cùng lúc đó cậu Tam tung nắm đấm thứ hai. Ông ta không kịp né tránh nên bị đánh trúng xương sườn, khẩu súng tuột khỏi tay ông ta rơi xuống đất. Vào lúc này Tuệ Lâm rất nhanh chạy đến nhặt khẩu súng ở dưới đất lên. Cô nhắm vào đuổi ông Mai bắn liên tiếp hai phát, sau đó tiếp tục nhắm vào vai ông ta bắn thêm phát nữa. Ông Mai hét lên một câu rồi đau đớn gục xuống đất. Nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của ông ta, thuộc hạ của ông ta vội chạy vào. Nhưng lúc này Tuệ Lâm đã nhanh trí dí súng lên đầu ông ta. Cô lạnh lẽo nói, các người lùi hết ra ngoài, hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc xe rồi đưa người của tôi lên. Khi chúng tôi rời khỏi đây an toàn, sẽ trả ông Mai về cho các người, nếu không tất cả chúng ta cùng chết. Ông Mai lúc này liền lên tiếng, mau chuẩn bị xe cho chúng nó. Đàn em của ông Mai cung kính gật đầu, tất cả lử mắt nhìn cô rồi lui ra ngoài. Lúc này thuộc hạ của cậu Tam nhanh chóng bước vào. Bọn họ cầm máu vết thương cho Chu Việt rồi đưa anh ra ngoài. Còn Tuệ Anh bước đến đưa cho cô chiếc áo sơ mi rồi lo lắng hỏi, chị không sao chứ? Tuệ Lâm nhìn Tuệ Anh, ánh mắt không giấu nổi nhung nhớ xen lẫn lo lắng. Cô bảo, đáng lẽ giờ này em phải rời khỏi đây rồi chứ, tại sao bây giờ vẫn còn ở đây? Em cùng cậu Tam quay lại cứu chị và anh Việt. Một mình cậu Tam quay lại được rồi, tại sao em cũng đi theo đến nơi nguy hiểm thế này? Em đến thì giúp được gì chứ? Em đã nói rồi, cậu Tam đi đâu em sẽ theo đó. Em thật bướng bỉnh. Tuệ Anh nhìn cô rồi mỉm cười nói, chị cũng đâu khác gì em, vì anh Việt nên sẵn sàng nhảy vào chỗ chết để cứu anh ấy. Vì Tuệ Anh nói quá đúng nên Tuệ Lâm cũng không nói lại được gì nữa. Lúc này đàn em của cậu Tam cũng đã đưa Chu Việt lên xe. Còn cậu Tam cùng với người đàn em khác vẫn đặt họng súng lên đầu ông Mai. Dù bọn họ đã rất cảnh giác, nhưng không ngờ là bọn chúng đã sắp đặt một tên bắn tỉa đang mai phục ở đâu đó. Khi cậu Tam và một tên đàn em nữa đưa ông Mai ra ngoài, một tiếng súng đanh sắc vang lên. Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng Tuệ Anh hét lên, cậu Tam. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh, đến khi cô nhận thức được ra mọi chuyện thì Tuệ Anh đã đổ gục xuống đất, máu trên người tuôn ra ồ ạt. Cô hoảng loạn chạy đến bên Tuệ Anh hét lên, Tuệ Anh. Đôi mắt cậu Tam lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cậu ta giơ súng lên bắn vào người ông Mai rồi điên cuồng hét lên, vậy thì chúng ta cùng chết, tất cả phải chết hết. Ông Mai lúc này vô cùng sợ hãi, ông ta hét lên với đàn em của mình rằng để cho bọn cô đi. Lần này xung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào nữa, tất cả bọn cô nhảy lên xe Jeep. Chu Việt đã nằm ở ghế sau, anh vẫn bất tỉnh, thân hình cao lớn nằm ở trên ghế, gương mặt anh trắng bệch. Một người đàn ông lái xe, Tuệ Lâm và cậu Tam ôm Tuệ Anh lên xe, một thuộc hạ khác giữ chặt ông Mai làm con tin, còn người còn lại nhanh nhẹn lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho Chu Việt. Chiếc xe Jeep nhanh chóng rời khỏi doanh trại, lao nhanh trên đường núi, đằng sau có thêm mấy chiếc xe của thuộc hạ ông Mai đi theo. Cậu Tam nhìn Tuệ Anh, ánh mắt không giấu khỏi đau xót. Cậu ta mím chặt môi, đôi tay siết chặt lấy tay Tuệ Anh, sau đó kiểm tra vết thương trên người con bé. Từ sau lưng xuyên đến trước ngực, máu chảy không ngừng. Tuệ Lâm xé vạt áo trên người, run rẩy đè lên vết thương của em gái. Cô cưỡng ép bản thân không được khóc trước mặt Tuệ Anh, chỉ lên tiếng an ủi, cố gắng lên, chúng ta sắp được về nhà rồi, em phải thật kiên trì lên. Chiếc xe Jeep lái nhanh như bay, trên gương mặt trắng xám của Tuệ Anh lộ ra ý cười. Là cậu Tam đã nhặt lại mạng của em từ hang quỷ về, nếu không có cậu Tam thì chắc bây giờ xác của em chị cũng không thể tìm thấy được.
Em cũng xin lỗi. Xin lỗi chị và mẹ rất nhiều. Ở bên cậu Tam em đã học được rất nhiều điều. Em cũng cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rồi. Em ý thức được những việc trước đây em đã làm với chị và mẹ, để chị và mẹ vất vả về em rồi. Nói đến đây, Tuệ Anh lại quay sang cậu Tam, giọng nói vô cùng yếu ớt. Được gặp anh, được ở bên cạnh anh là niềm hạnh phúc, là một sự may mắn nhất trên đời em từ khi bố em mất. Cảm ơn và cũng xin lỗi anh. Chúc anh quãng đời sau này sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Từng câu từng chữ của Tuệ Anh như được khoét vào máu thịt trong trái tim cô. Giọt nước mắt không kịp được đã tràn ra khóe mi. Cô khóc nức lên đầy đau đớn. Cô sờ lên khuôn mặt của Tuệ Anh. Bàn tay sờ đến vết máu trong lồng ngực của con bé. Cả người cô đều run lẩy bẩy. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Em nhất định phải sống. Ngày nào mẹ cũng trông ngóng em trở về. Em phải về chào mẹ đã. Không có em, mẹ và chị biết sống thế nào. Từng giây từng phút chị luôn mong gia đình ta đủ ba người quây quần bên nhau mỗi ngày. Em phải kiên trì lên. Chúng ta sẽ đến bệnh viện. Tuệ Anh đưa tay ra nắm lấy tay chị gái mình. Con bé nghẹn ngào. Được chết trong vòng tay chị và cậu Tam là em mãn nguyện lắm rồi. Em nhờ chị ở lại chăm sóc mẹ giúp em nhé. Hẹn chị kiếp sau chúng ta vẫn là chị em. Kiếp sau em sẽ là đứa em ngoan của chị. Sẽ không bao giờ để chị phiền lòng đâu. Chị hứa với em, chị cũng phải sống tốt đấy. Nghe chưa? Tuệ Lâm bật khóc nức nở. Cô lắc đầu luôn miệng nói. Em sẽ không sao đâu mà. Em sẽ không sao đâu. Tốc độ của chiếc xe lao nhanh như vũ bão. Bảng điều khiển sắp sửa không thể chịu nổi nữa. Tuệ Anh sờ tay lên gương mặt cậu Tam. Anh Tam, em yêu. Chữ còn chưa thốt ra khỏi miệng, bàn tay Tuệ Anh từ trên mặt cậu Tam rơi xuống, đập lên bàn tay của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm đau đớn gào thét xé ruột gan. Tuệ Anh, Tuệ Anh. Tuệ Lâm ôm chặt em gái vào lòng, nước mắt từ trong hốc mắt ào ào rơi xuống. Tiếng khóc của cô bi thương, tuyệt vọng xé gan thấu ruột. Lời hứa với mẹ cô không thực hiện được rồi. Cô không thể bảo vệ em gái trở về. Cô đấm lên ngực tự trách bản thân mình. Cậu Tam hận thù nhìn chằm chằm vào ông Mai. Cậu ta nhắm vào ông Mai liên tiếp đá vài phát. Cậu ta đá mạnh đến mức thân xe không ngừng dao động. Sau đó cậu ta lại dùng tay đấm lên người ông Mai. Từng cú đấm mạnh khiến ông ta không ngừng rên rỉ. Sự tàn độc của bọn buôn ma túy khiến họ hận đến mức nghiến răng ken két. Cậu Tam chửi một câu, muốn quay lại đó đốt hết doanh trại của bọn chúng. Sau một hồi bị đấm đá, máu trên người ông Mai không ngừng rỉ ra. Ông ta co giật vài cái, đầu ông ta ngoẹo sang một bên. Sau đó ông ta bất động. Lúc này cả xe trở nên trầm mặc. Một thuộc hạ của cậu Tam sờ vào mũi ông Mai rồi bắt mạch cho ông ta. Sắc mặt anh ta liền thay đổi. Anh ta ngẩng đầu lên nói với cậu Tam. Ông ta chết rồi. Tất cả bọn cô đều nhìn nhau. Cậu Tam chau mày lại, sau đó mím chặt môi mà nói. Đáng lắm. Sau đó cậu Tam lấy điện thoại gọi cho Minh Đức, kêu cậu ấy đưa người đến tiếp ứng. Minh Đức nói vào điện thoại rằng đã đưa người đến biên giới, hai xe sẽ gặp nhau ở đó. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì gặp người của Minh Đức. Bọn cô lập tức ném ông Mai xuống bìa rừng, sau đó nhanh chóng rời đi. Bọn đàn em của ông Mai thấy bên cô nhiều người, lại đã ra khỏi lãnh thổ của bọn chúng, nên bọn chúng không dám manh động, chỉ nhanh chóng đưa ông Mai lên xe rồi quay về. Chu Việt bị thương sẽ để lại ở bệnh viện gần nhất chữa trị. Minh Đức và vài đồng đội khác ở lại với Chu Việt. Còn Tuệ Lâm và cậu Tam nhanh chóng đưa Tuệ Anh về nhà làm lễ mai táng. Khi thi thể Tuệ Anh được đưa về nhà, mẹ cô đã ngất lịm đi. Cú sốc này quá lớn khiến cho cả cô và mẹ không thể nào chịu đựng được. Suốt hai ngày làm đám tang cho em gái, mẹ cô không khóc, không rơi một giọt nước mắt. Bà thất thần nhìn Tuệ Anh rồi kể những câu chuyện cổ tích mà ngày trước con bé thích. Cô cảm nhận được nỗi đau đớn xé tim gan của mẹ cô. Có một loại đau khổ không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả. Chỉ là cứ như vậy, im lặng, đôi mắt vô hồn mang theo nỗi đau chí mạng. Cô ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể gầy guộc của mẹ cô,
Cô khẽ lẩm bẩm. Xin lỗi, con đã không giữ được lời hứa với mẹ. Con đã không bảo vệ được cho Tuệ Anh và đưa em gái về an toàn. Mẹ cô vẫn im lặng không nói gì cả. Cô kể cho mẹ cô nghe về cuộc hành trình cô đi tìm Tuệ Anh. Từ ngày Tuệ Anh bị bán sang Campuchia, cô còn nói. Tuệ Anh đã gặp được người mà nó yêu thương. Người đó đã giúp nó cai nghiện được rồi mẹ ạ. Nó nói kiếp sau nó sẽ trở thành một người con, một người em ngoan. Nó sẽ không làm mẹ và con phiền lòng nữa. Mẹ nói xem, em gái con đã trưởng thành rồi đúng không? Nó biết suy nghĩ thấu đáo rồi. Nuốt nước mắt vào trong, cô nghẹn ngào nói tiếp. Tuệ Anh đi gặp bố rồi. Chắc giờ hai người đã gặp được nhau. Giờ chỉ còn mình con với mẹ trên cõi đời này thôi. Mẹ đừng như vậy nữa, con sợ lắm. Con sợ chỉ còn mình con trên cõi đời này. Con biết sống sao đây mẹ? Mẹ cô đột nhiên đưa tay ra sờ lên gương mặt cô, mẹ nói. Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình đâu. Mẹ còn muốn nhìn thấy con hạnh phúc, lấy chồng sinh con nữa. Tuy mẹ cô nói vậy nhưng cô biết, sau ngày hôm đó, sức khỏe của mẹ cô càng ngày càng yếu. Thỉnh thoảng mẹ cô sẽ nằm bất động trên giường với đôi mắt trống rỗng, rồi lại đột nhiên bật cười, cười mãi rồi lại chảy nước mắt. Lúc đó cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, hai mẹ con cùng khóc nức nở lên. Trong căn nhà cô quạnh, tiếng khóc khe khẽ bi thảm vang lên, khiến cho hàng xóm cũng cảm thấy xót thương. Lúc này mẹ cần cô hơn lúc nào hết. Vì vậy cô không thể để mẹ cô ở nhà một mình. Ngày ngày cô trò chuyện và rủ mẹ nấu ăn cùng cô. Buổi sáng thì các bác các cô hàng xóm sang rủ mẹ cô đi tập thể dục. Dù không muốn, nhưng với sự nhiệt tình của các cô các bác, mẹ cô cũng không thể nào từ chối. Tuy vậy cô biết những điều đó cũng không thể làm mẹ nguôi nỗi lòng nhung nhớ Tuệ Anh. Và cả cô cũng vậy, vết thương này quá lớn, chỉ cần nghĩ đến thôi. Nước mắt không kìm được lại chảy dài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hoài niệm không buông của tác giả Uyển Nguyệt. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 9 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.